Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng nay, báo cáo về vấn đề trích một phần tiền xử phạt vi phạm giao thông tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho hay nhiều ý kiến nhất trí với quy định này. Ý kiến khác đề nghị cân nhắc quy định này hoặc quy định rõ trích lại bao nhiêu phần trăm. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trích lại tiền thu được từ đấu giá biển số xe. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, việc trích lại kinh phí từ nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là để Bộ Công an triển khai các dự án phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua thảo luận Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại hội trường cơ bản nhất trí với báo cáo giải trình tiếp thu, đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo cáo giải trình làm rõ hơn một số nội dung. Trong đó đối với việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và tiền đấu giá biển số xe, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về chủ trương, tuy nhiên đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ phát biểu về nội dung này thứ trưởng nguyễn văn long nêu và khẳng định tiền xử phạt được trích lại không phải để bồi dưỡng cho cảnh sát giao thông mà sử dụng để đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông tới đây khi hiện đại hóa tuần tra kiểm soát việc giám sát điều hành giao thông sẽ thông qua thiết bị kỹ thuật sau khi ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết về nội dung này việc quản lý sử dụng số tiền trích lại được thực hiện theo nghị quyết của thường vụ quốc hội và pháp luật về ngân sách nhà nước không phải sửa đổi bổ sung quy định của luật ngân sách nhà nước